Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thân Ba Chú Kỳ hàng năm. Mình là Minh Trí. Không còn là chẳng phản đòn, không còn những lại bay bay đáng ghét. Trận đấu mà các bạn cho đi xem, thắng bại của nó được quyết định bởi sức mạnh của nắm đấm, sức mạnh của những chiến binh. Chúng ta hãy cùng xem hai cao thủ hàng đầu Trung Quốc sử dụng những chiến binh của mình để lao vào, đấm đá, ẩu đả cũng như là chiến đấu một cách rất ngoan cường. Nào chúng ta cùng xem nha. Như các bạn đã thấy với bảng thông báo, như các bạn đã thấy ở bảng thông báo vừa rồi, đây là trận đấu giữa hai cao thủ hàng đầu Trung Quốc nha. Với hai ca điểm di sản Ba Rồng thì đây là những trận đấu ở hàng đỉnh cao của Trung Quốc. Khi mà những lá bài ra ngày càng nhiều, những lá bài mang nặng tính chiến thuật cao thì những trận đấu rất mệt óc. Đây là một trận đấu rất hi hữu khi mà hai cao thủ hàng đầu Trung Quốc gặp nhau, nhưng tỷ lệ ra xuất hiện những lá bài bảy rất hiếm. Hiện tại thì thị trường đang rất cân bằng thôi các bạn. Như vậy là nhân vật Yugi đã quyết định tấn công. Chúng ta cũng xem Pegasus phản công nha. Vâng, vừa rồi là một pha chơi dài của nhân vật Yugi khi không chuyển lá bài đồng hồ cát về tứ tế phòng ngự và điểm bị mất rất nhiều điểm LP. Cả hai sử dụng những con bài khá giống nhau thôi các bạn. Hiện tại thì thị trường đang rất cân bằng. Trận đấu mà các bạn đang được xem là trận đấu giữa hai cao thủ hàng đầu Trung Quốc. Thường thường những trận đấu như thế này thường được quyết định trong vòng 1-2 lượt. Hiện tại thì đang đang rất cân bằng đấy các bạn, nhưng mà Yugi vẫn không tỏ ra là nào đúng được hai con ba quái vật kia và nhanh chóng phản công. Đây đây đích thực là những trận đấu của những chiến binh thôi các bạn. Nhưng lại 37 được xuất hiện rất ít và hầu như là cuộc chiến giữa những chiến binh, cuộc chiến giữa những quái vật được triệu hồi. Pegasus sẽ làm gì đây? Liệu có sức mạnh tân bằng nào ở đây không? Liệu phải chăng được cơ phong ngự đó của Yugi có phải là sai lầm? Vâng, như vậy là trận đấu đã kết thúc thôi các bạn. Trận đấu giữa hai cao thủ hàng đầu Trung Quốc đã kết thúc. Nếu như các bạn thấy phấn khởi cũng như thoải mái với video này thì hãy share và subscribe để ủng hộ mình nha, cũng như có thể theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều.